Bất diệt Long Đế chương 2443, cứu chúng ta. Trong lòng Lục Ly khẽ rung lên, hắn biết ba vị đại đế ở Tam Trọng Thiên, một người trong đó là Tử Đế, lúc này di thể Tử Đế còn đang ở trong Thiên Tà Châu. Một người khác chính là Dương Đế, cường giả chém giết Tử Đế, giờ lại biết thêm một đế và cường giả do thiên mị hóa hình thành người. Không biết cường giả Tam Trọng Thiên mạnh đến cỡ nào. Nét mặt Lục Ly tràn đầy cảm khái, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút mong đợi đối với nhị trọng thiên tam trọng thiên thân là võ giả trong cốt tủy đều là nhiệt huyết đều hy vọng xông lên vị diện càng cao đi kiến thức võ đạo càng thêm đỉnh cấp nếu chuyện ở thần giới ổn định trở lại hắn lại chán thần giới có thể đi nhị trọng thiên tam trọng thiên xông pha một phen trước đừng suy nghĩ xử lý chuyện trước mắt cái đã lúc này còn có hai tên cường giả nhị trọng thiên không ngừng áp sát tới gần thậm chí đang không ngừng phá hoại cấm chế trong cổ ma tử địa. đa phần cấm chế trong cổ ma tử địa không tính quá mạnh, căn bản không ngăn được lê thúc và diêm chân. nếu bọn hắn hủy đi toàn bộ cấm chế trong cổ ma tử địa, lục ly liền không còn bất kỳ thứ gì để dựa vào, chỉ còn nước mặt cho lê thúc và diêm chân tứ xứ truy sát. sáu tòa thần sơn dung hợp, uy lực tăng lên nhiều, nhưng lê thúc và diêm chân đều có hồng linh thiên bảo, là bảo vật cung cấp. Lục Ly muốn dựa vào thần sơn đánh giết hai người là điều không thể. Giờ thứ duy nhất có thể trông cậy vào chính là pháp trận do huyết linh nhi cải tiến. Đi. Lục Ly không dám ngồi im chờ chết, trong cổ ma tử địa còn có một ít khôi lỗi và tấm chế, mặc dù những khôi lỗi tấm chế này không tính quá mạnh, nhưng vẫn có thể dùng làm chậm tốc độ phá trận tiến lên của hai người. Từng, mặt tây bắc có một huyễn trận cường đại, có thể khoái tốc chế tạo một ít phiền toái cho bọn hắn ở huyễn trận này. Đối với cấm chế trong cổ ma tử địa, lục ly rõ như lòng bàn tay, hắn bay lên thần sơn, sau đó nhanh chóng tiến về hướng tây bắc. Lúc đến chỗ huyễn trận, hắn ngạc nhiên phát hiện Lê Thúc và Diêm Chân cũng đổi hướng. Xem ra hai người có được bảo vật kỳ dị, có thể truy tung vị trí cụ thể của hắn. Được lắm, vốn còn phải dẫn dụ các ngươi tới đây, giờ xem ra không cần. Lục ly nhếch môi khẽ cười, tung người bay ra từ trong thần sơn, bắt tay bố trí bẫy rập dù huyễn trận này không vây khốn được lê thúc và diêm chân hắn cũng phải khiến cho hai người nếm đủ đau khổ ở bên trong tiểu lục ngươi đi triệu tập tất cả hoang thú và khôi lỗi trong cổ ma tử địa về đây lục ly một bên bố trí pháp trận mới trong huyễn trận một bên dặn dò khí linh trong thần sơn nghe xong thần sơn lập tức bay đi thần sơn có thể khống chế hết thảy cấm chế trong cổ ma tử địa kỳ thật nó chính là người thủ mộ cổ ma tử địa có thể điều động tất cả khôi lỗi và hoang thú rầm 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 lê thúc và diêm chân một đường đi tới một đường phá trận mặc dù cổ ma tử địa rất lớn rất nhiều nơi đều có cổ thần tấm nhưng không phải cổ thần tấm nào cũng đều cường đại như pháp trận trong ám hắc xâm lâm đối với lê thúc và diêm chân mà nói những pháp trận cấp thấp, thấp này đều quá dễ dàng đến sau thậm chí lê Thú và diêm chân không cần động thủ lê thúc thả ra tả khâu lộ và tinh thần giới chí tôn còn lại để bọn hắn đi phá mở pháp trận cấp thấp, thấp ngăn đường mặc kệ là pháp trận gì chỉ cần gặp phải lê thúc đều lập tức hủy đi đợi khi toàn bộ pháp trận trong cổ ma tử địa bị hủy sạch lục ly còn gì để dựa vào không còn cấm chế tốc độ bọn hắn có thể đạt tới cực đại cổ ma tử địa này chỉ lớn chừng đó lục ly còn có thể chạy được đi đâu oanh tả khâu lộ và thụy dương tên thần giới chí tôn còn lại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thương thế chẳng qua hai người không dám có lời nào oán giận liều mạng công kích một đường phá trận mà đi lúc này bọn hắn đang ở trong một núi lớn khắp nơi trên núi đều là cấm chế thực ra những cấm chế này không ngăn được bọn hắn tiến lên bọn hắn hoàn toàn có thể lượn vòng tránh đi chỉ là lê thúc không muốn làm vậy mà muốn hủy đi hết thảy cấm chế gặp phải trên đường tả khâu lộ không ngừng phóng thích công kích đánh tan tành hết thảy xung quanh hủy đi mọi cấm chế thăm dò ra được đánh suốt hơn một canh giờ ngọn núi đã bị nện cho nát nhừ khắp nơi là một mảnh lan tạ. Đi. Lê Thúc thăm dò một phen, sau đó vất tay dẫn ba người bay đi, vượt qua núi cao, trước mặt hiện ra một mảnh sa mạc, trên sa mạc có rất nhiều núi đá, tùy tiện liếc qua liền có thể nhìn thấy trong những núi đá kia cũng có cấm chế. Hủy hết đống núi đá kia đi. Lê Thúc hạ lệnh, tả khâu lộ và Thụy Dương khẽ biến sắc. Núi đá không ít, nếu cứ đánh tiếp thế này, sợ là phải oanh một hai ngày mới xong. Lệnh của Lê Thúc, Hai người không dám làm trái, lập tức bay lên công kích. Những núi đá kia quả nhiên có cấm chế, mỗi lần oanh đi qua, núi đá lại sáng lên bạch quang, sau đó bên ngoài núi đá có khí lưu vần quanh, Tả Khâu Lộ và Thụy Dương công kích nhưng không thể lập tức hủy đi. Cũng may cấm chế trong núi đá không tính quá mạnh, sau ba bốn lần công kích, núi đá liền bị đánh nát. Lê Thúc và Diêm Chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trực tiếp nhập định nghỉ ngơi, để mặc Tả Khâu Lộ và Thụy Dương hành sự. Cửu tinh bàn thăm dò thấy vị trí lục ly tuy có thay đổi, nhưng khoảng cách vẫn không tính quá xa, chỉ cần lục ly còn ở trong cổ ma tử địa, hai người liền sẽ một mực truy tung theo, đến khi nào hủy đi hết thảy cấm chế trong này mới thôi. Núi đá quanh đây quả nhiên rất nhiều, hai người đánh suốt một ngày một đêm mới dẹp hết nước. Trong lúc đó Diêm chân xuất quan một lần, nhìn cửu tinh bàn, xác định lục ly không di động liền cũng yên lòng. Đi! Lê thúc vất tay, bốn người xông ra sa mạc, vừa đi ra diêm chân liền mở miệng nói cửu tinh bàn hiển hiện lục ly cách đây không xa khoảng cách chỉ chừng mấy ngàn dặm chúng ta chuẩn bị tùy thời khai chiến lát nữa ta đích thân phá trận các ngươi đi theo lê thúc dặn dò tự mình đi ở trước nhất mặt trước là một mảnh hoang nguyên không thấy có cấm chế cũng không có hoang thú hay thứ gì dị thường bọn lê thúc vừa đi tới vừa không khỏi nghi hoặc chỗ này đã được tính là khu vực hạch tâm cổ ma tử địa nơi nào cũng đầy rẫy nguy hiểm Sao ở đây lại không bố trí nửa điểm phát trận hay bẫy rập nào cả Đi Cách Lục Ly càng lúc càng gần Lê Thúc đã không quản được quá nhiều Cứ vậy dẫn theo chúng nhân khoái tốc đi tới Phiến hoa nguyên này rất lớn Chúng nhân chạy hết tốc lực Đi mấy ngàn dặm nhưng vẫn chưa tới nơi Đoạn đường mấy ngàn dặm này Bọn hắn không chỉ không gặp phải công kích Thậm chí không thấy cấm chế nào cả Lục Ly ngay ở phía trước Diêm chân nhắc nhở một câu Ba người còn lại lập tức tinh thần khẽ chấn, Lê Thúc dặn dò nói. Tất cả thu liễm khí tức, nhìn xem có thể tập kích chém giết được không? Được rồi. Cả đám lập tức thu liễm khí tức, vô thanh vô tức tiến tới. Chẳng qua bọn hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác, một mực theo dõi tình hình chung quanh, nếu phát hiện gặp phải pháp trận hay nguy hiểm nào khác, bọn hắn sẽ lập tức dừng lại. Địa hình trước mặt đổi khác, biến thành đất đỏ nham tương, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm khiến bọn Lê Thúc kinh nghi chính là sau khi tiến vào bên trong, bọn hắn không phát hiện có cấm chế, cũng không thấy được công kích nào cả. Có gì đó là lạ. Lê Thúc thì thầm một tiếng, hoang nguyên tĩnh lặng khi trước đã khiến hắn rất đổi kinh nghi, khu vực nham tương bây giờ lại chẳng thấy có bất kỳ cấm chế nào, điều này thực sự quá khó hiểu. Chẳng qua lục ly đang ở ngay phía trước, hắn đã không kịp nghĩ nhiều, cứ thế dẫn theo ba người như quỷ hồn nhẹ nhàng đi tới. Diêm chân một mực nhìn cửu tinh bàn, cảm nhận được khoảng cách với lục ly càng lúc càng gần, sát cơ trong mắt tăng vọt lên. Bốn phía có rất nhiều sông nham tương, những dòng sông này toát ra khói đen, che cản ánh mắt, chẳng qua vẫn có thể thấy được ngọn núi lửa phía xa xa. Diêm chân nhìn cửu tinh bàn mấy lần rồi nói. Lục ly hẳn là ở ngay trong núi lửa kia. Tốt. Lê Thúc ngừng lại, nghĩ nghĩ rồi quay sang dặn dò ba người. Chúng ta tách ra hành động, từ bốn phương tám hướng vây quanh núi lửa. Tả khâu lộ, hai người các ngươi nhớ cho kỹ, không cần các ngươi giết chết lục ly, chỉ cần cuốn lấy hắn là được, chuyện động thủ cứ giao cho ta. Tuân lệnh. Tả khâu lộ và Thụy Dương lập tức tách sang hai bên bọc đánh, Lê Thúc nhìn diêm chân một cái, kẻ sau cũng tách ra, hai người từ hai hướng trái phải phóng tới núi lửa. Cục ục. Đúng lúc này, núi lửa đột nhiên rung lên, tiếp đó miệng núi lửa bùng lên khói đặc cuộn trào, rất nhanh một dòng nham tương nóng bỏng phun ra, bay bắn đầy trời, bầu trời theo đó trút xuống hỏa vũ. bọn lê thúc mặt kệ nham tương, càng đừng nói là hỏa vũ, dù có nhảy vào nham tương bọn hắn cũng sẽ không mảy may bị thương. a à, khiến hai người kinh nghi chính là những nham tương kia sau khi rơi xuống, chảy vào trong sông, tức thì vô số dòng sông sáng lên, nham tương nhấp nhô cuộn trào trong đó, khói đen bùng lên, thoáng chốc đã tràn ngập phạm vi ngàn dặm không gian bốn phía hóa thành một màu đen kịch. Mê huyễn trận. Ánh mắt lê thúc chuyển lạnh, hắn cảm nhận được cấm chế ba động. Trong những dòng chảy nham tương này đều có pháp trận, chỉ là trước đó chưa được khởi động mà thôi. Vừa rồi núi lửa phun trào, kích hoạt tất cả pháp trận, hình thành nên một huyễn trận cường đại. Ngao ngao. Phanh phanh phanh. Có tiếng thú trống và tiếng bước chân nặng nề từ mặt bắc truyền lại, nội tâm lê thúc lập tức trầm xuống, hắn biết đây là một cái bẫy là bẫy rập sớm được lục ly bố trí sẵn lục ly một mực biết rõ hành tung bọn hắn cố ý dẫn dụ bọn hắn tới đây hắn cũng đã hiểu vì sao trong hoa nguyên trước đó không có cấm chế hay nguy hiểm bên kia khẳng định có hoang thú hoặc khôi lỗi chẳng qua đã bị lục ly triệu tập tới bên này bởi thế bên kia mới yên ắng như vậy phá lê thúc phung lên côn sắc màu ám kim trùng trùng nện lên một dòng chảy nham tương hắn đã thăm dò ra được, trong sông Nham Tương này có pháp trận, chỉ cần phá đi toàn bộ pháp trận, mê huyễn trận tự nhiên cũng sẽ tan biến. Chẳng qua. Một chuyện khiến hắn chấn kinh xảy ra, lực lượng cường đại trong côn sắc nện xuống dòng chảy, lại bỗng chốc bị dòng sông hóa giải. Hệt như quyền đánh vào trong nước biển, dù cường đại đến mấy cũng không gây ra được thương tổn gì. Lê Đại Nhân, cứu ta. Đầu bên kia truyền đến tiếng kêu hoảng hốt, là giọng Thụy Dương, rất nhanh tiếng kêu cứu của tả khâu lộ cũng vang lên. Lê Đại Nhân, Diêm Công Tử, nhiều hoang thú và khôi lỗi quá, mau tới cứu chúng ta. Lê Thúc và Diêm chân tức tốc phóng về hướng Bắc, nhưng khiến bọn hắn chấn kinh chính là mới bay đi mấy ngàn mét, lại không cảm ứng được vị trí tả khâu lộ và Thụy Dương nữa, chỉ ẩn ẩn thấy khoảng cách càng lúc càng bị kéo xa. Huyển trận Nháy mắt, hai người hồi thần lại, huyển trận nơi này tương tự như trong vụ hải, có thể trực tiếp sản sinh huyễn tưởng trong linh hồn. Nói cách khác, vô lượng bọn hắn bay về hướng nhau, kết cục sau cùng đều sẽ như nhau, khoảng cách với tả khâu lộ và thụy dương sẽ chỉ càng lúc càng xa. Nếu không phá mở huyễn trận, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào đến được vị trí tả khâu lộ và thụy dương. Phanh phanh phanh. Gần chỗ lê thúc đột nhiên vang lên tiếng bước chân trầm trọng, rất nhanh sau đó hắn liền phát hiện trước mặt có từng đoàn bóng đen, những bóng đen này vô cùng cao lớn như là từng ngọn núi nhỏ. Bóng đen càng lúc càng gần, Lê Thúc rốt cục đã thấy được rõ ràng, đó là từng thạch đầu nhân khổng lồ. Thạch đầu nhân liền thành một khối, mặt trên có phù văn lấp lánh, khí lưu vần quanh, rõ ràng là khôi lỗi rất cao cấp. Hừ! Côn sắt trong tay Lê Thúc đột nhiên quét ngang, nện tới một thạch đầu nhân trong đó. Không thể không nói lực công kích của Lê Thúc rất cường đại, một côn này nện lên, đầu thạch đầu nhân tức thì nổ tung chỉ là đầu thạch đầu nhân nổ tung, lại không có nghĩa thạch đầu nhân bị hủy diệt. thạch đầu nhân vung thiết quyền ầm ầm nện đến, bởi vì nắm đấm quá lớn, lê thúc không cách nào tránh né, chỉ có thể lấy cứng đối cứng. ầm. đáng tiếc lực công kích của thạch đầu nhân không tính cường đại, chỉ nện bay, khiến lê thúc hơi tức ngực chút chứ không bị thương. hưu. lê thúc vừa bị nện bay, phía dưới hơn 10 đạo bóng đen liền bay vụt đến, là từng con hoang thú rất nhỏ hoặc nhìn như là chuột chù. Trăng chúng sắc bén dị thường, lao thẳng lên người Lê Thúc định gặm cắn. Hừ. Lê Thúc hừ lạnh một tiếng, khí lưu màu xanh bên ngoài cơ thể hóa thành từng thanh tiểu kiếm khoái tốc vần quanh, toàn bộ tiểu thú đều bị đánh bay, không con nào áp sát lại được. Hừ. Lê Thúc tung người bay vụt lên lên, cung sắc quét ngang nện bay hai tên thạch đầu nhân. Trong lòng hắn nín một bụng lửa, Lục Ly không dám công khai đối chiến với hắn, chỉ dùng ba loại thủ đoạn dễ rách này khiến hắn không khỏi phẫn nộ, trống giận quát. Lục ly, là cái gia môn thì quan minh chính đại đi ra đánh một trận, những mánh khóe này chỉ khiến bản tọa xem thường ngươi. Đùa! Rất nhanh, giọng lục ly vang lên, lại rất mờ mịt, căn bản không cách nào phán đoán phương hướng chính xác, hắn cười nhạo nói. Ngươi là cường giả nhị trọng thiên, ta chỉ là một tiểu nhân vật thần giới. Ngươi đã sống bao nhiêu năm? Lục ly ta từ lúc ra đời đến nay còn chưa đủ trăm năm, còn là phi thăng từ dưới nhân gian. Chúng ta trước đó hoàn toàn không ngang hàng, quang minh chính đại đối chiến, thế có công bình với ta không? Lời như thế mà ngươi cũng có mặt mũi nói ra được. Ách! Nhất thời Lê Thúc không biết nên đối đáp thế nào, lời lục ly nói là thực tình, song phương quả thực không ngang hàng, hắn chỉ trích lục ly như vậy đúng là rất vô lý. Chẳng qua cũng chính bởi vì Lục Ly là võ giả vị diện thấp hơn mới khiến Lê Thúc cảm thấy càng biệt khuất. Điều này tương tự như việc tả khâu lộ đi địa hoàng giới, lại bị một tên võ giả địa hoàng giới làm cho mặt mũi mất sạch, tả khâu lộ không phát điên mới là lạ. Xoẹt! Bầu trời đột nhiên sáng lên quang mang kinh thiên, tiếp đó quang mang lộn vòng ba lần giữa không trung, cuối cùng hung hăng bổ lên thân Lê Thúc. Lê Thúc vừa mới đánh bay hai tên thạch đầu nhân, không kịp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh Khí lưu màu xanh ngoài thân Lê Thúc bị chấn nát Cả người theo đó bị nện bay Đáng tiếc đòn tấn công từ lục ly Vẫn chưa thể kích thương hắn Chỉ khiến nội tạng hắn bị chấn động Tưởng như muốn thổ huyết thôi Hư Sau chiêu vừa rồi Thấy không thể kích thương Lê Thúc Lục ly quyết đoán từ bỏ Thân hình chật lế tiến vào bên trong thần sơn Sau đó ngồi thần sơn bay mất Không giết chết được Lê Thúc Diêm chân chắc cũng không giết được Hắn không lãng phí thêm thời gian mà chuyển dời ánh mắt sang phía tả khâu lộ và Thụy Dương. Hắn trước là bay đến gần Thụy Dương, thần niệm quét qua, phát hiện Thụy Dương đã bị thạch đầu nhân đánh cho vết thương chồng chất. Người này là thái thượng trưởng lão thiên cơ cát, chiến lực không đứng trong top 10 thần bản, công kích từ thạch đầu nhân rất cường đại, cộng thêm hoang thú phối hợp, hắn làm sao chịu nổi. Cảm thấy có thần niệm khóa chặt mình, trong mắt Thụy Dương lập tức chớp qua một tia hoảng sợ, hắn kêu to nói. Lục ly, Đừng giết ta, ta cam đoan sẽ lập tức lui ra u yến chi địa, không đối địch với ngươi nữa. Ta có thể lập chủ thần huyết thệ, ngươi giết ta, thiên cơ các nhất định mời tới đại thế lực nhị trọng thiên, đến lúc đó ngươi sẽ càng phiền toái. Xoẹt. Trả lời hắn là một đạo đao mang kinh thiên, đao mang lộn vòng ba lượt, trùng trùng phách lên thân hắn. Lực phòng ngự của hắn kém xa, thoáng chốc liền bị chém thành hai nửa, chết đến không thể lại chết. Tính cách lục ly thuộc giống lừa mắng không đi, dạ không chạy. Lấy thế lực sau lưng thiên cơ cắt ra uy hiếp hắn. Giờ hắn đã chọc hắc viêm điện, chọc thêm một đại thế lực nữa thì đã sao? Lần này tả khâu lộ dẫn theo chính tên thần giới chí tôn, hiện tại cả chín người đều đã chết, bằng với đắc tội tất cả tứ đại thế lực siêu thần. Nếu thế lực nhị trọng thiên sau lưng ba đại thế lực muốn hạ giới, hắn cũng không ngăn được, đương nhiên sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Giết người xong, Lục Ly lập tức về lại trong thần sơn, thần sơn này là hồng linh thiên bảo dù là lê thúc hay diêm chân đều rất khó đánh nát bởi thế vừa lục ly tấn công xong liền tiến vào thần sơn như vậy sẽ càng thêm an toàn tiếp theo tả khâu lộ ánh mắt lục ly chuyển lạnh thần sơn tiếp tục bay về hướng bắc đầu bên kia tả khâu lộ đang bị thạch đầu nhân và hoang thú vây công lục ly để tiểu lục triệu tập tất cả khôi lỗi và hoang thú về đây mục đích chính là vì câu kéo càng lâu tranh thủ thời gian cho huyết linh nhi đi cải tạo tăng cường cấm chế khâu lộ có thể miễn cưỡng ngăn cản thạch đầu nhân và hoang thú vây công. Vừa rồi hắn cầu cứu không phải là vì e sợ hoang thú và thạch đầu nhân, mà là sợ lục ly đánh lén. Nếu nơi này đã sớm có bố trí, cử tinh bàn lại hiển hiện lục ly ở ngay phụ cận, như vậy lục ly tất sẽ tới đánh lén. Vừa nãy tiếng trống của Thụy Dương truyền đến bên này, tiếp đó chân trời sáng lên đao mang, hắn đều có thể ẩn ẩn cảm ứng được. Hắn biết Thụy Dương chết rồi, cũng biết Lục Ly lập tức sẽ giết đến đây, bởi thế lập tức hô to. Lê Đại Nhân, Diêm Công Tử mau tới cứu ta, Lục Ly muốn giết ta. Tiếng trống của hắn vừa dứt, thần niệm Lục Ly đã khóa tới. Tả khâu lộ cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu, khiến cho toàn thân lạnh toát. Tả khâu lộ, đừng hô, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Tiếng quát băng lãnh như tiếng hô tử thần của Lục Ly vang lên, cả người tả khâu lộ khẽ run rẩy, hắn cắn răng nói. Lục Ly, ngươi phải hiểu, ngươi mà giết ta cựu oán giữa ngươi và hắc phim điện triệt để kết xuống khi đó sẽ là kết cục không chết không thôi ta có bản mệnh ngọc phụ ở hắc phim điện ta chết bọn hắn sẽ điều động càng nhiều cường giả hạ giới thậm chí sẽ có cả thiên thần tam kiếp lúc ấy để xem ngươi chạy trốn được đi đâu ngươi đừng vũ nhục trí thông minh của ta tiếng nói lạnh lùng của lục ly vọng tới giết ngươi hay không cựu oán giữa ta và hắc phim điện cũng kết hai tên cường giả hắc viêm điện kia tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn chạy về nhị trọng thiên. Thế nên ta đã không đường để đi, chỉ còn nước giết chết ngươi và hai người kia. Còn về hắc viêm điện có phái võ giả mạnh hơn hạ giới hay không, chuyện đó không cần ngươi quản, ta sẽ tự biết đối phó. Ngươi đi đi, xuống minh giới và đoàn tụ với người nhà tộc nhân. Xoẹt. Dứt lời, lục ly không chút ngập ngừng, liên tục phóng thích ba lần quỷ trảm. Phối hợp với công kích từ thạch đầu nhân và hoang thú, tả khâu lộ rốt cục gánh không được. Sau khi quỷ trảm lần thứ ba bổ tới, cả người hắn nổ tung thành huyết vụ. Tả khâu lộ, chết. Thi thể tả khâu lộ nổ thành mưa máu, toàn thân chia năm sẻ bảy, chết đến không thể lại chết. Lúc này lục ly lại hơi ngớ, tâm tình rất phức tạp. Nhớ năm đó, đối với hắn tứ đại thế lực siêu thần là núi cao nguy nga, cảm giác vĩnh viễn không cách nào đối kháng đến sau thần tượng tông đuổi giết hắn đoạn thời gian kia hắn như chó nhà có tan ngày ngày sống trong lo âu hốt hoảng lại đến sau hắn thành công chạy thoát tiến vào ưu yến chi địa rồi lại đối mặt thời không phủ lúc ấy hắn quá yếu đừng nói tả khâu lộ dù là thần giới chí tôn cường đại chút đều có thể dễ dàng bóp chết hắn vậy mà giờ hắn đã trực tiếp ra tay giết đi phủ chủ thời không phủ tự tay đâm một trong những bá chủ mạnh nhất thần giới mặc dù hắn cũng biết Hắn đã sớm là đệ nhất nhân thần giới, nhưng thời khắc này cảm giác vẫn rất lạ. Đến sau liền là ác ma xâm nhập, bất luận thần linh bình thường hay cường giả thần giới đều bị diệt sát hơn phân nửa, số thần giới chí tôn còn sót lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn nếu bọn Tả Khâu Lộ không nhắm vào hắn, có lẽ vì đại nghĩa nhân tộc, hắn sẽ không đại khai sát giới. Cùng lắm là xử lý Tả Khâu Lộ chứ chắc chắn sẽ không loạn giết những người khác. Giờ Tả Khâu Lộ chết rồi, mười tên thần giới chí tôn tới đây lần này đều bỏ mạng, cường giả thần giới gần như tử thương sạch sẽ. Điều này cũng tuyên cáo một thời đại tiêu vong, sử sách hậu thế sẽ viết thế nào về hắn. Lục ly rốt cục là anh hùng nhân tộc, hay là kiêu hùng, hoặc là ma đầu. Phanh phanh phanh. Nơi xa truyền đến từng hồi tiếng nổ vang trầm muộn khiến lục ly giật mình tỉnh lại. Hắn cười một tiếng đắng chát, có vẻ mình đã nghĩ nhiều. Lưu danh sử xanh gì đó còn quá xa, Quan trọng nhất bây giờ là còn sống, chết rồi, dù sử sách có lưu danh thánh nhân, tức vạn hậu đại ngày đêm triều bái thì cũng nghĩa lý gì. Đi. Hắn tiến vào trong thần sơn, tức tốc bay tới chỗ Lê Thúc. Lần này hắn có thể sống sót hay không, chính hắn cũng không chắc, chính như tả khâu lộ nói, giết tả khâu lộ, bằng với triệt để kết thù cùng hắc viêm điện, bởi vì tả khâu lộ là người phát ngôn của hắc viêm điện tại thần giới. Trong tình thế Lê Thúc Diêm chân hạ giới, Lục Ly vẫn giết đi tả khâu lộ, đây chính là đánh mặt hắc viêm điện. Nếu hắc viêm điện không nghĩ cách diệt sát Lục Ly, e là sẽ thành trò cười cho các đại thế lực nhị trọng thiên. Chuyện này cũng tương tự như lần trước Yên Vũ Lâu, một trong 72 thần tông phái người đi cửu giới, sau đó có người cửu giới diệt sát thủ lĩnh thế lực phụ dung Yên Vũ Lâu ngay trước mặt bọn họ. Việc này truyền đến thần giới, tuyệt đối sẽ thành trò cười cho 72 thần tông còn lại. Bởi vì ác ma giới xâm lấn, chắc hẳn các đại thế lực nhị trọng thiên đều đang chăm chú theo dõi thế cục ở đây, lúc này không chừng đang có siêu cấp trinh sát thăm dò, chỉ là bọn Lục Ly không biết mà thôi. Lục Ly cũng biết vết tả khâu lộ liền không còn dư địa để quay vần, vấn đề là hắn có thể làm gì khác được. Bọn Diêm chân Lê Thúc căn bản không đàm phán mà nhất định cứ phải muốn giết hắn. Hắn chỉ còn nước ăn miếng trả miếng, lấy cứng đối cứng đến cùng. Khi Lục Ly điều khiển thần sơn bay đến bên này, Lê Thúc tự hồ cảm ứng được không gian ba động, lập tức trống giận. Lục Ly, ngươi dết tả khâu lộ. Lục Ly lạnh lùng đáp. Không sai, ta không chỉ giết tả khâu lộ, còn muốn giết các ngươi, nếu hắc viêm điện các ngươi tiếp tục phái người hạ giới, ta cũng tiễn bọn hắn quy thiên luôn. Ha ha ha. Lê Thúc giận quá hóa cười, quát to. Lục Ly ngươi tưởng mình là ai? Ít ngồi đáy giếng. Không phải bản tọa xem thường các ngươi thần giới các ngươi đều là sinh linh cấp thấp, ở trong mắt người nhị trọng thiên chúng ta, các ngươi đều là rác rưởi, đều là phế vật. Ngươi còn nói lớn không ngượng. Bản tọa nói cho ngươi biết, với chiến lực như ta, ở hắc viêm điện đều không tính được vào tốt 100, nếu hắc viêm điện chúng ta thật phái đại nhân vật đi xuống, bóp chết ngươi sẽ dễ như bóp một con kiến. Thật không? Lục ly đáp trả. Người thần giới chúng ta đều là rác rưởi, đều là phế vật. Ngươi đến từ nhị trọng thiên cao quý, nhưng ngươi lại không giết được phế vật là ta, vậy ngươi chính là phế vật trong phế vật. Ngươi! Lê Thúc nổi trận lôi đình, lại không biết nên nói gì phản bác, hắn hét lớn. Lục Ly, ngươi chờ xem, bản tọa nhất định sẽ giết chết ngươi, luyện hóa linh hồn ngươi thành hồn linh, đầy đọa ngươi vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm. Xoẹt! Đáp lời Lê Thúc là một đạo quan mang kinh thiên, Lục Ly phóng thích quỷ trảm, đồng thời thần sơn bay vụt lên trên đỉnh đầu lê thúc sau đó thần sơn lấp lánh quang mang bắt đầu ngưng tụ mưa kiếm và hỏa vũ hưu hư hưu hư. hắc kiếm đầy trời trúc nghiêng xuống kèm theo là vô số hỏa vũ vung vẩy cộng thêm thạch đầu nhân ở bên dưới lập tức khiến lê thúc lún cuốn tay chân nhiều lần bị thạch đầu nhân nện bay mặc dù những công kích này không thể tạo ra được thương tổn quá lớn với lê thúc nhưng vẫn khiến hắn bị thương nhẹ khiến hắn càng thêm phẫn nộ hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt sau đó vung lên trường côn màu ám kim trực tiếp nện nát từng con khôi lỗi phòng ngự quá mạnh lục ly khẽ thở dài không biết lê thúc có thần khí chiến giáp hồng linh thiên bảo hay không nhưng khả năng phòng ngự của hắn tuyệt đối không yếu thua diêm chân muốn dựa vào thủ đoạn hiện tại để giết hắn không khác gì là người si nói mộng hưu lục ly khống chế thần sơn bay đi vòng sang chỗ diêm chân Hắn muốn xem xem có thể kích thương diêm chân được không. Chỉ cần kích thương liền sẽ có cơ hội giết chết. Bên kia diêm chân tay sách trường kiếm, không phóng thích chân ý lôi bạo mà dùng một loại chân ý kỳ dị khác. Mỗi lần hắn nhẹ nhàng bổ lên thân thạch đầu nhân, liền lại mượn lực đã lực đánh bay thạch đầu nhân. Còn về đám hoang thú kia, diêm chân căn bản không để vào mắt, bởi vì chúng không phá nổi hồng linh thiên bảo, không cách nào tổn thương hắn. Xoẹt! lục ly liên tục phóng thích mấy lần sát đế quỷ trảm trừ đánh bay diêm chân ra thì thậm chí không thể khiến hắn phun dù chỉ một nguồn máu nét mặt lục ly thoáng trầm xuống không phải hắn không đủ mạnh mà là kẻ địch quá cường đại trong lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác vô lực chỉ có thể trông cậy vào huyết linh nhi hắn ngấm ngầm cầu nguyện hy vọng huyết linh nhi cải tiến pháp trận cấm chế thành công bằng không hắn triệt để bó tay với hai người này núi cao chỗ huyết linh nhi cách bên này không quá xa Lục Ly thử thông qua liên hệ tinh thần truyền âm hỏi dò tiến độ của Huyết Linh Nhi. Phải đến nửa nén hương sau, tiếng truyền âm của Huyết Linh Nhi rốt cục mới vang lên. Chủ nhân, ta nghiên cứu hơn nửa ngày, pháp trận này vô cùng huyền diệu, nhưng không phải là không có cơ hội cải tạo tăng phúc. Chỉ là ta cần thời gian, ít nhất phải 10 ngày trở lên, ngươi tận lực câu kéo thêm chút nữa. Được rồi. Ánh mắt Lục Ly khẽ sáng lên, Mặc dù huyết Linh Nhi cũng chưa chắc chắn có thể cải tạo tăng phúc thành công, nhưng ít ra vẫn có chút hy vọng. Huyết Linh Nhi chưa từng gạt hắn, nó nói không phải không có cơ hội, như vậy khả năng đã nắm chắc 7-8 phần. Không chừng. Trong đầu lục ly toát ra một ý niệm, nếu huyết Linh Nhi tăng phúc pháp trận thành công, hắn có thể lợi dụng pháp trận cấm chế kích thương lê thuốc và diêm chân, sau đó lại nghĩ cách bắt lại hai người, đến lúc đó không chừng sẽ có khả năng đàm phán cùng hắc phim điện. Hắn không phải Thiêu Thiên, nếu không phải hết cách, hắn chắc chắn sẽ không lao thân dập lửa. Nếu có thể sống chung hòa bình với Hắc Viêm Điện, vậy thì tốt nhất, thậm chí hắn cam nguyện từ bỏ nhất thống thần giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải bắt lại Lê Thúc và Diêm Chân, bằng không thì lấy đâu tiền vốn để đàm phán. Khôi lỗi và hoang thú ở cổ ma tử địa vốn không nhiều, ở đây thứ nhiều nhất là cấm chế, khôi lỗi cường đại chỉ là đám thạch đầu nhân mày hoang thú mạnh nhất cũng chỉ là 20 con hoang thú cấp vương khi trước. Chỉ là 20 con hoang thú cấp vương đã bị giết sạch, đám hoang thú đang tấn công bây giờ đều không tính mạnh. Thạch đầu nhân dù nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc hao hết. Lực công kích của Lê Thúc quá mạnh, gần như sau mỗi hai lần công kích lại có một thạch đầu nhân bị hủy diệt. Diêm chân kém chút, nhưng cũng chỉ ba, năm lượt công kích liền có thể hủy đi một thạch đầu nhân. Vẹn vẹn ba ngày, tất cả thạch đầu nhân đều bị nện nát, về phần đám hoang thú, Lê Thúc và Diêm Chân căn bản không để vào trong mắt, bởi vì đám hoang thú này không cách nào tổn thương được bọn hắn. Ba ngày sau, Lục Ly không khỏi đau đầu. Không có khôi lỗi và hoang thú trói buộc, bọn Lê Thúc lập tức bắt tay vào phá trận, huyễn trận ở đây nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng so ra cũng chỉ tương đương vụ hải. Lê Thúc đã có thể phá tan huyễn trận vụ hải, phá tan nơi này chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi huyễn trận bị phá, lục ly biết lấy gì ra cầm chân bọn hắn đành phải đi một bước tính một bước cùng lắm thì dựa vào năng lực phòng ngự cường đại của thần sơn đảo quanh trong cổ ma tử địa là được lục ly càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có thể đi bước nào tính bước đó hắn điều khiển thần sơn bay quanh thời thời khắc khắc giám thị hai người thỉnh thoảng có cơ hội lại ra tay quấy nhiễu một phen ha ha phát hiện thấy không còn thạch đầu nhân tấn công lê thúc cười lạnh hai tiếng Công sắt màu ám kim trong tay vương dài biến lớn, cuối cùng dài đến mấy trăm trượng, lớn ngang hai người thành niên. Hắn vung côn lên nện loạn một trận, huyển trận vụ hải là tự nhiên tạo thành, huyển trận nơi này lại do người vì bố trí, dưới mặt đất khẳng định có trận văn trận cơ. Chỉ cần hủy đi trận văn trận cơ, như vậy dù là đại trận kiểu gì cũng phải bị hủy. Rầm rầm rầm. Công kích từ lê thúc khiến mặt đất quanh bốn phía vỡ ra từng khe nứt to tướng dẫn lên địa chấn trong phạm vi cả ngàn dặm. Lục Ly cảm ứng một phen, trong lòng thoáng yên tâm phần nào. Bởi vì những trận văn trận cơ kia đều nằm sâu dưới dòng chảy nham tương, chỉ cần dòng chảy nham tương không khô cạn, liền vĩnh viễn không cách nào hủy đi pháp trận. Dòng chảy bị cắt đứt, nhưng nham tương vẫn một mực chảy xuôi. Bởi thế huyễn trận một mực không bị phá hoại, đây chính là chỗ khác thường của huyễn trận này, trận văn không phải cố định, mà có thể tùy thời biến hóa. Lê Thúc rõ ràng không phát hiện điểm này, hắn mệnh loạn bốn phương tám hướng một trận, đánh cho khắp phương viên trăm dặm đều tan hoang, nơi nơi toàn là khe rảnh vực sâu. Đáng tiếc huyễn trận vẫn không bị phá, chỉ có nham tương đổi dòng, chảy vào lòng đất. Rầm rầm rầm. Đầu bên kia, Diêm chân cũng công kích, lực công kích của Diêm chân không bá đạo bằng Lê Thúc, nhưng cũng đánh cho Sơn Hà nước vỡ, khắp nơi lan tạ. Đáng tiếc huyễn trận một mực không phá, bốn phía vẫn là hắc vụ nồng đậm chẳng lẽ là do Hắc vụ. Lê Thúc đánh một trận chán chê rồi ngừng, mắt nhìn Hắc vụ, sa vào trầm tư. Hắc vụ ngăn cách thần niệm thăm dò, nếu xua tán Hắc vụ, có lẽ huyễn trận sẽ bị phá. Lê Thúc nghĩ lầm, Lục Ly ở bên thấy hắn nghĩ cách đi xua tán Hắc vụ, lập tức vui vẻ. Nếu Lê Thúc nghĩ cách hủy đi dòng chảy nham tương, phá trận liền đơn giản. Hắn lại đi xua tán Hắc vụ, thế chẳng khác gì bỏ gốc lấy gọn, trong dòng chảy nham tương không ngừng phóng thích Hắc vụ ùn ùn không dứt, không chặt đi cái gốc rễ, huyễn trận này mãi mãi đừng hồng phá được. Ba ngày Lê Thúc Tiêu tốn trọn vẹn ba ngày, dùng rất nhiều cách, bao gồm cả sử dụng hắc kỳ kia, kết quả hắc vụ vẫn không bị xua tán. Bận rộn ba ngày, lúc này Lê Thúc mới hồi thần, bắt đầu quan sát dòng chảy nham tương. Đầu bên kia, năng lực phá trận của Diêm Chân kém thua rất nhiều, hắn trừ đánh loạn khắp bốn phía ra, căn bản không nghĩ ra được cách nào khác bên này lê thúc khóa chặt sông nham tương bắt đầu nghĩ cách cắt đứt dòng chảy ai lục ly khẽ thở dài lê thúc đã để ý tới sông nham tương lấy năng lực của hắn ngày huyễn cảnh bị phá đã không xa cường giả nhị trọng thiên thần thông thủ đoạn nghịch thiên muốn phá tan huyễn trận không phải là điều gì quá mức khó khăn quả nhiên chỉ sau một ngày sông nham tương đã lê thúc cắt mười mấy khúc hắc vụ dần tán đi huyễn trận sắp bị phá thần niệm lê thúc không còn bị hạn chế lập tức khóa chặt thần sơn cười lớn nói lục ly pháp trận quỷ quái này của ngươi đã bị bản tọa phá rồi ngươi còn không trốn định đứng đấy chờ chết à hưu diêm chân bay vụt đến đứng ở bên người lê thúc lục ly truyền âm nói không phải ta xem thường các ngươi bằng vào hai người các ngươi thì không giết được ta đâu thật không lê thúc cười lạnh một tiếng hai chân giậm mạnh xuống thân hình như đạn pháo lao vút tới cung sắt trong tay dài ra vô hạn mang theo uy thế kinh thiên trùng trùng nện xuống thần sơn ông thần sơn kịch liệt trục nhỏ như thiểm điện lách sang bên vẽ ra một đường cong hiểm hiểm tránh đi thần sơn tiếp tục bay về hướng bắc tốc độ nhanh như chớp không hề chậm thua lê thúc ách lê thúc và diêm chân liếc nhau tốc độ thần sơn này nhanh như vậy hai người sợ là khó mà đuổi kịp chẳng qua hai người vẫn không chút ngập ngừng lập tức lấy tốc độ cao nhất đuổi theo lê thúc nói với diêm chân phóng thích chân ý giảm bớt tốc độ thần sơn phong tới diêm chân lập tức phóng thích chân ý hệ phong vô số phong long gào thét bay đi truy tung thần sơn quả nhiên tốc độ thần sơn thoáng giảm bớt chỉ là một giây sau thần sơn đột ngột biến lớn thoáng chốc đã hóa phương viên mấy trăm dặm trói buộc hình thành từ chân ý hệ phong khi trước bị hóa giải nhẹ nhàng thần sơn theo đó khoái tóc bay về nơi xa đồng thời từ trong thần sơn bay ra mưa kiếm và hỏa vũ đầy trời khiến lê thúc và diêm chân theo ở phía sau đành phải lách mình tránh đi khoảng cách lần nữa bị kéo xa hay lê thúc ngưng tụ một bàn tay khổng lồ đột ngột xuất hiện trên đầu thần sơn hung hăng chọc tới đáng tiếc cùng lúc thần sơn cấp kịch biến nhỏ thành chỉ chừng nắm đấm móng vuốt cự đại kia căn bản không bắt được thần sơn thần sơn có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể phóng thích mưa kiếm hỏa vũ, tốc độ lại ngang với Lê Thúc. Cảnh này khiến Lê Thúc và Diêm Chân không khỏi đau đầu, nhưng bọn hắn biết phải làm sao. Chỉ đành tiếp tục một đường truy tung, vắt ốc nghĩ cách ngăn lại thần sơn. Sau đó phá mở, đánh giết Lục Ly ở bên trong. Thực ra Lục Ly có thể sớm đào tẩu từ lâu, nhưng hắn nhất định phải tranh thủ thời gian cho huyết linh nhi, bởi thế hắn đành phải dẫn theo Lê Thúc và Diêm Chân chạy vòng quanh, giờ tính ra mới được 7 ngày, hắn tính dẫn Diêm Chân và Lê Thúc Lượng quanh thêm 3-4 ngày nữa. Còn về 3-4 ngày sau, Huyết Linh Nhi có tiến triển gì lớn hay không, vậy chỉ có trời mới biết. Nếu Huyết Linh Nhi không cách nào tăng phúc pháp trận, Lục Ly đành phải dựa vào tốc độ thần sơn, chạy trốn thấp tứ xứ. Lục Ly cố ý dẫn dụ hai người vào nơi có cấm chế, như vậy vừa có thể giảm bớt tốc độ hai người truy kích, vừa có thể kéo dài càng lâu. Lê Thúc và Diêm Chân bị thần sơn dắt mũi, trong lòng ảo não không thôi song hai người lại không lo lắng lục ly dẫn mình vào cạm bẫy ở trong mắt bọn hắn cấm chế cổ ma tử địa không đáng sợ cùng lắm chỉ có thể vây khốn một đoạn thời gian chứ không cách tạo thành thương tổn quá lớn càng đừng nói tới đánh giết hai người đã vậy hai người có gì phải sợ chỉ là tiêu tốn thêm chút thời gian mà thôi thắng lợi sớm muộn cũng sẽ thuộc về bọn hắn vừa đi vừa nghỉ đuổi đuổi đánh đánh sáu tòa thần sơn dung hợp lại với nhau lực phòng ngự không hề yếu thua thần giáp hồng linh thiên bảo của diêm chân lê thúc đuổi mấy ngày công sắc ba lần nện lên thần sơn lại chỉ đánh bay chứ căn bản không cách nào phá tan thần sơn lục ly đang nghe truyện trên tv audio cv càng thêm tự tin công kích của lê thúc rất cường đại song thần sơn quả nhiên không khiến hắn thất vọng có thần sơn trong tay chí ít có thể đảm bảo hắn không chết dù huyết linh nhi không thể tăng phúc cho pháp trận thì cùng lắm hắn sẽ chỉ bị Lê Thúc và Diêm Chân tứ xứ truy sát mà thôi. Thời gian đã đi qua 6 ngày. Lục Ly dẫn Lê Thúc và Diêm Chân lượn vòng trong này mấy lượt, mang đến những chỗ nhiều cấm chế nhất. Khuyết Linh Nhi mãi vẫn không có tin tức gì, không biết là không cách nào tăng phúc hay vẫn đang trong quá trình cải tạo. Lục Ly hết cách, đành phải tiếp tục vòng quanh. Lê Thúc và Diêm Chân tìm được một phương án hữu hiệu. Mỗi lần Diêm Chân phóng thích chân ý hệ phong, Lê Thúc lại sẽ lập tức công kích theo bởi thế gần đây số lần thần sơn bị bệnh bay càng lúc càng nhiều. Hơn nữa tự hồ Lê Thúc còn có một loại bí thuật, có thể trong thời gian ngắn đề thăng chiến lực bản thân, phản vệ lại không lớn. Hắn tăng nhanh tốc độ, thoáng chốc liền kéo gần cự ly, tiếp đó công kích thần sơn vô cùng mãnh liệt. Mặc dù thần sơn chưa có dấu hiệu bị phá, nhưng không ngừng tiếp nhận oanh kích thế này cũng không phải cách hay, vạn nhất không chịu nổi bị oanh phá, lục ly cũng sẽ chết theo. Nhưng lục ly hết cách rồi, chỉ còn nước cắn răng tiếp tục dẫn theo lê thuốc và diêm chân chạy vòng quanh. Hy vọng huyết linh nhi bên kia sớm có tin tức, cũng tiện cho hắn sớm làm tính toán. Một ngày rưỡi sau, trong đầu lục ly rốt cục cũng vang lên một tiếng truyền âm, tiếng truyền âm này như là tiếng trời, khiến hắn cuồng hỉ không thôi, huyết linh nhi truyền âm nói. Chủ nhân, ta đã tăng phúc pháp trận, nếu không có gì ngoài ý, quy lực pháp trận hẳn tăng lên gấp đôi, cụ thể thế nào còn cần ngươi thử nghiệm xem sao. Gấp đôi, Lục Ly mừng rỡ như điên, trước kia lôi điện đã có thể miễn cưỡng kích thương Lê Thúc và Diêm Chân, giờ nếu quả thật tăng phúc gấp đôi, vậy thì khả năng sẽ đánh chết được Lê Thúc và Diêm Chân. Dù không thể dễ dàng đánh giết hai người, chỉ cần đánh trọng thương, bắt lại bọn hắn. Như vậy Lục Ly liền sẽ có tiền vốn đi đàm phán với hắc viêm điện. Tử cục rốt cục cũng có dấu hiệu quay vần, ngươi nói xem, Lục Ly sao có thể không hoan hỷ cho được. Lục Ly đổi hướng, dẫn dụ hai người bay tới ngọn núi mộ yêu đế. Đoạn thời gian này hắn một mực phi hành vòng quanh mộ yêu đế, nơi đó cách chỗ này cũng không xa, lộ trình chỉ mất chừng một hai canh giờ. ầm ầm Lê Thúc lần nữa áp sát, vung lên côn sắc màu ám kim hung hăng nện lên thần sơn, thần sơn bị đánh bay. Lục Ly cảm ứng một phen, nhếch môi khẽ người, năng lực phòng ngự của thần sơn quá mạnh. Lục Ly, đừng trốn. Bên kia Lê Thúc đột nhiên mở miệng quát ngươi có thể chạy được đi đâu? Thần phục bản tọa, bản tọa tha mạng cho ngươi, thế nào? Lục Ly muốn kéo dài thời gian, bèn nói tiếp. Thần phục ngươi, hay là thần phục hắc viêm điện? Làm nô lệ của ngươi, hay là trở thành phủ chủ thời không phủ, người phát ngôn ở thần giới? Tự nhiên là làm nô lệ của ta. Lê Thúc lạnh lùng đáp. Ngươi còn muốn trở thành phủ chủ thời không phủ? Việc này ngươi đừng nghĩ, ngươi giết tả khâu lộ, bằng với việc đi uy phong của hắc viêm điện chúng ta. Nếu để ngươi trở thành phủ chủ thời không phủ, vậy mặt mũi hắc viêm điện chúng ta biết đặt ở đâu? Thành là nô lệ của ta, bản tọa giữ mạng cho ngươi, thế đã là may mắn lắm rồi. Ha ha ha. Lục Ly bật cười ha hả, gằn giọng nói. Hay là thế này, ngươi thành là nô lệ của ta, ta tha mạng cho ngươi, để ngươi trở thành phủ chủ đời tiếp theo của thời không phủ, thế nào? Ngớ ngẩn gân xanh trên trán lê thúc và diêm chân gồ hết cả lên lục ly đây là đầu bị lừa đá tình cảnh thế rồi còn nói nhăn nói cuội hắn không sợ gió lớn đau đầu lưỡi diêm chân trẻ tuổi nóng tính mở miệng châm chọc nói lục ly ngươi đừng quá đề cao bản thân ngươi có biết trước kia ở thần giới có bao nhiêu người muốn trở thành nô bộc của chúng ta không đối với vị diện thấp kém như thần giới các ngươi mà nói có thể thành nô bộc của hắc viêm điện chúng ta đó đã là tạo hóa lớn bằng trời không phải ta đề cao bản thân mà là các ngươi quá coi mình làm nhân vật trong mắt ta các ngươi đến cái rắm cũng không phải lục ly cường hành ngắt lời diêm chân bởi vì trước mặt đã ẩn ẩn thấp thoáng ngọn núi mộ yêu đế lục ly lười nhát nói nhảm với bọn hắn nữa hắn khống chế thần sơn phóng thích hỏa vũ và mưa kiếm kéo xa thêm khoảng cách với diêm chân và lê thúc thần sơn lóe lên một cái rồi tan biến trong ngọn núi kia dừng lại diêm chân muốn tiếp tục đuổi theo lê thúc lại ngăn cản hắn bởi vì lê thúc cảm nhận được mục tiêu nguy hiểm ngọn núi này quá không tầm thường cấm chế trong đó ba động rất lợi hại lê thúc thế nào diêm chân nhìn núi cao xa xa một lúc nghi hoặc hỏi ngọn núi này có vấn đề thần niệm lê thúc quét qua mấy lần cảm ứng được rất nhiều cấm chế cường đại ba động cấm chế này còn ba động mạnh hơn cấm chế ở sông nham tương khi trước rất nhiều có vấn đề thì đã sao? Diêm chân lại có vẻ chẳng hề để ý, nói. Chúng ta cứ một đường oanh tới, sang bằng ngọn núi kia là được. Chẳng lẽ chỉ vì núi kia có vấn đề liền không đuổi nữa? Lê Thúc nghĩ nghĩ thì thấy cũng có lý, hắn cắn răng nói. Vậy đi thôi, chú ý cẩn thận chút. Hai người chậm rãi áp sát ngọn núi kia, lúc cách núi cao chừng trăm dặm, cung sắt trong tay Lê Thúc sáng lên, chuẩn bị phát động tấn công, từ từ hủy đi ngọn núi, như thế dù lục ly có quỷ kế gì cũng vô dụng. Xuy suy Đúng lúc này, núi cao sáng lên, vô số tia sáng từ bên trong lưu chuyển tuôn ra, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, nháy mắt đã tới dưới chân đám người lê thúc. Hưu hưu hưu. Mặt đất chấn rung kịch liệt, sau đó tầng tầng nổ tung, vô số dây leo điên cùng bắn ra, quấn về phía lê thúc và diêm chân. Lê thúc thoáng kinh hãi, diêm chân lại không quá để tâm, chỉ là chút dây leo mà thôi, dù cuốn lấy thì đã sao hắn có chiến giáp hồng linh thiên bảo lục ly có thể làm gì được rầm 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 trên chính tầng trời đột nhiên ầm vang tiếng sấm tiếp đó vô số lôi điện giao xoa hội tụ giữa trời từng con lôi long khổng lồ ngưng tụ lại vô số lôi long dung hợp với nhau một cổ khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập trên không trung ách lê thúc không nhìn dây leo dưới mắt mà ngước mắt trừng trừng nhìn lôi điện trên không trung trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi hắn biết lôi long này khác với lôi long khi trước lần này uy lực lôi long chí ít phải đề thăng gấp đôi trước đó lôi điện chỉ có thể khiến bọn hắn thụ thương lôi điện lần này cũng không thể nháy mắt quanh sát bọn hắn được nhưng phía dưới có dây leo trói buộc lôi long có thể không ngừng truy tung oanh kích bọn hắn một lần lôi điện không oanh sát được nhưng mười lần trăm lần nghìn lần thì sao oanh oanh rất nhanh hai con lôi long khổng lồ gào thét lao xuống Lê Thúc và Diêm Chân vốn đang ở giữa trời, thoáng chốc liền bị lôi điện kích đánh nện xuống dưới đất. Toàn thân hai người khẽ rung lên, mùi thịt cháy bốc ra, nháy mắt, lông tóc bị đốt khét lẹt, làn da cũng bị bỏng nhiều chỗ. Xuy suy. Trên đầu, lôi long tiếp tục hội tụ, du tẩu vần quanh, Lê Thúc bị quang mang lôi điện làm cho chói lòa không mở mắt ra được, trong đầu toàn là kinh nghi, đến cùng lục ly đã dở trò gì? Tại sao phát trận lôi điện lại đột nhiên mạnh lên thế này? lê thúc nhanh nghĩ cách đi bên kia diêm chân cũng bị dọa sợ ngữ khí hoảng hốt la lên nếu còn không nghĩ cách e là hai chúng phải chết ở chỗ này lê thúc cũng muốn nghĩ cách nhưng hắn vừa mới giải thoát dây leo trói buộc thì trên đầu lôi điện đã lần nữa bổ xuống quanh hắn xuống đất về phần diêm chân thì còn chưa kịp giải thoát đã bị đánh tiếp mặc dù hắn có chiến giáp hồng linh thiên bảo nhưng lôi điện lần này quá cuồng bạo chớp mắt đã thẩm thấu đi vào thương hại đến nhục thân hắn công kích từ lôi điện có một đặc điểm đó là có thể khiến người ta toàn thân rung lên linh hồn cũng rung rẩy theo bởi thế chỉ sau hai nhịp thở hai người đã không cách nào phản kháng thoáng chốc dây leo bốn phương tám hướng đã bao kín cả lại những dây leo này có hiệu quả tương tự như nhánh cây ở ám hắc xâm lâm bên trong đều được phát trận tăng phúc rất khó xé nứt đợi khi hai người thật không dễ dàng mới giải thoát khỏi dây leo trên không lôi điện lần nữa gào thét trút nghiêng xuống mộ yêu đế là hạch tâm của cổ ma tử địa cấm chế ở đây tự nhiên cũng là mạnh nhất yêu đế không khả năng mặc người tùy ý tới gần phần mộ mình cấm chế này còn là nguyên bộ nếu không phải lê thúc và diêm chân mà đổi thành thần giới chí tôn nào khác áp sát e rằng sớm đã bị lôi điện oanh giết từ lâu sau năm lần bị đánh lê thúc cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại bằng không hắn và diêm chân đều sẽ chết ở chỗ này hắn mặc kệ tiếng kêu la của diêm chân cũng không vội đi xé rách dây leo mà tập trung xa vào tự hỏi đầu tiên rất rõ ràng đây là cạm bẫy sớm được lục ly bố trí sẵn trước đây lôi điện chắc không có uy lực lớn thế này là do lục ly thông qua phương pháp đặc thù nào đó tăng phúc mà được dây leo rất khó triệt để hủy đi dù sao thứ này cũng quá nhiều lôi điện liên miên không dứt đánh xuống thương thế hắn sẽ càng lúc càng nặng hắn đã không có nhiều thời gian đi hủy đi dây leo còn về chui xuống đất đào tẩu Điều này căn bản không khả năng. Bởi vì lòng đất có cấm chế rất mạnh, còn có vô số dây leo ngăn cản. Bởi thế hiện tại hắn chỉ còn hai con đường để đi, hoặc là đàm phán với lục ly, hoặc là nuốt một viên đan dược tăng phúc chiến lực, nháy mắt thoát khỏi vòng vây của dây leo, sau đó lập tức đào tẩu. Đan dược này tương tự như thứ lục ly nuốt vào khi trước, chỉ là dược lực không lớn như viên thần đan của lục ly. Chỉ có thể đề thăng chiến lực lên gấp hơn hơn nửa dược lực cũng kiên trì được khoảng hai nén hương nếu sau hai nén hương hắn vẫn không thể chạy trốn kết cục tự nhiên sẽ càng thê thảm hai bút cùng vẽ lê thúc trầm tư một lát liền quyết định chú ý hắn không tiếp tục dãy dụa thoát đi mà gầm quát lục ly dừng lại chúng ta nói chuyện giờ các ngươi cũng chưa chết được nói đi muốn nói chuyện gì mãi nửa nén hương sau giọng lục ly mới thủng thẳng vang lên ngữ khí rất bình thản nhưng nghe vào trong tai bọn Lê Thúc lại chói tai dị thường. Lê Thúc cố nén lửa giận, nói Lần này chúng ta sợ ngươi, ta đại biểu hát phim điện đàm phán, ngươi ra điều kiện đi. Ngươi có thể đại biểu được không? Lục Ly hoài nghi, rất không nể mặt nói thẳng. Chẳng phải ngươi nói ở hát phim điện ngươi chỉ là nhân vật tầng dưới chót thôi ư? Ngươi có quyền đại biểu hát phim điện không đấy? Đánh rắm. Lê Thúc phẫn nộ hét lớn bản tọa là thống lĩnh hắc viêm điện chuyện thần giới trước nay vẫn luôn do ta phụ trách thân phận diêm chân ở hắc viêm điện cũng rất không tầm thường diêm hồng phụ thân hắn chính là trưởng lão hắc viêm điện chúng ta hai chúng ta tự nhiên có thể đại biểu hắc viêm điện chí ít có thể làm chủ chuyện ở thần giới ồ lục ly vẫn nửa tin nửa ngờ song tin diêm chân là con trai trưởng lão hắc viêm điện ngược lại là niềm vui ngoài dự liệu như vậy đồng nghĩa thẻ đánh bạc trong tay hắn càng lớn lục ly trầm ngâm pháp trận lôi điện lại vẫn không dừng tiếp tục oanh kích xuống đối với hắn mà nói hai người thương thế càng nặng hắn liền càng an toàn nếu có thể triệt để bắt sống hai người đàm phán mới càng có lợi thấy lục ly không đáp lời lê thúc gấp thời gian kéo càng lâu thương thế hai người càng nặng đến lúc đó quyền chủ động sẽ triệt để rơi vào tay lục ly dù hắn có nuốt đang dược cũng không thoát được thế là hắn vội nói lục ly chuyện tả khâu lộ chúng ta có thể không truy cứu chúng ta lập tức quay về thần giới hắc viêm điện cũng sẽ vứt bỏ lợi ích ở thần giới sau này không nhắm đến ngươi nữa thế nào đây rõ ràng là kế hoãn binh của lê thúc dù hắn và diêm chân lập chủ thần huyết thể cũng không có gì đảm bảo bọn hắn trở về thần giới người hắc viêm điện khác cũng vẫn có thể hạ giới hơn nữa đến lúc đó người hắc viêm điện hạ giới khẳng định sẽ càng mạnh càng nhiều lục ly rất rõ ràng điểm này nên không thèm để ý tới lời lê thúc hắn trầm mặt một lát rồi mới nói. Cho ta chút thời gian cân nhắc. Vô sĩ. Lê Thúc phẫn nộ không thôi, lục ly rõ ràng đang kéo dài thời gian, để cho thương thế hai người càng nặng thêm, đến lúc đó liền triệt để không trốn thoát được, thành là thịt cá mặt cho lục ly giết mổ. Lê Thúc sẽ không ngồi nhìn chuyện đó xảy ra, trong mắt hắn khẽ đảo, nổi giận trống to. Lục ly, ta chỉ cho ngươi thời gian một nén hương, nếu đến lúc đó ngươi vẫn chưa cân nhắc xong, chúng ta chỉ có thể cá chết lưới rách. Thời gian một nén hương, lôi điện có thể oanh thêm ba lần, lục ly tiếp tục trầm mặt không nói, đợi đợt lôi điện thứ ba đánh xuống hắn mới mở miệng nói. Ta cảm thấy đề nghị của ngươi cũng được, nhưng lời ngươi nói không có gì đảm bảo cả, thế nên ta cần các ngươi liên hệ với một người có tiếng nói đủ nặng. Lấy thủ đoạn của các ngươi, liên hệ để cường giả hắc viêm điện phân thần hạ giới chắc không khó đúng không? Tỷ như để phụ thân Diêm chân lập chủ thần huyết thệ, đồng thời ngay trước mặt con dân u yến chi địa, hứa vứt bỏ thần giới, từ nay về sau hắc viêm điện không còn đối địch với ta. Như vậy ta liền thả các ngươi đi về. Ách! Đợi một nén hương, cắn răng chịu ba lượt công kích, không ngờ lại được đến đáp án như thế. Lê Thúc giận không thể ác, Diêm chân không hiểu điều kiện này của Lục Ly thì có vấn đề gì, nhưng Lê Thúc lại biết đấy căn bản là điều không thể. Đầu tiên, hắc viêm điện tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, dù hai người bọn họ bị lục ly giết chết, hắc viêm điện cũng sẽ không thỏa hiệp. Đối với hắc viêm điện mà nói, hai người bọn họ chết sống thế nào, hắc viêm điện không quá để ý, hắc viêm điện càng để ý tới mặt mũi thể diện. Để Diêm Hồng, phụ thân Diêm Chân hứa hẹn ngay trước mặt con dân U Yến Chi Địa. U Yến Chi Địa chính là địa bàn Thượng Thanh Cung, Diêm Hồng vừa hứa hẹn, rất nhanh chuyện này sẽ truyền đến tai Thượng Thanh Cung, sau đó truyền khắp toàn bộ nhị trọng thiên. Đến lúc đó uy danh hắc viêm điện sẽ mất sạch. Thử hỏi Yên Vũ Lâu bị ép lập hiệp ước cầu hòa với một phàm nhân cửu giới, việc này nếu truyền ra ở thần giới thì sẽ thế nào? Như thế, Yên Vũ Lâu sẽ thành trò cười cho toàn bộ thần giới, tất cả người Yên Vũ Lâu đều không ngẩng đầu lên được. Vừa nãy Lê Thúc nói muốn hòa đàm với Lục Ly, đó vốn chỉ là chiến thuật câu giờ, dù bọn hắn không đối địch với Lục Ly, hắc viêm điện chắc chắn cũng sẽ phái cường giả hạ giới, Lục Ly nhất định phải chết. Bởi thế, yêu cầu này của Lục Ly căn bản không thể thỏa mãn. Nói cách khác, phương án thứ nhất của Lê Thúc đã thất bại, giờ hắn chỉ còn con đường thứ hai để đi, thần lực trong người khẽ chấn động, hai tay cường hành xé ra dây leo quấn quanh người mình, sau đó không gian giới chỉ trên tay lấp lánh quang mang, lấy ra một viên đan dược màu đen, nuốt vào. Hay! Hắn ngửa mặt lên trời nổ rống một tiếng, khí tức trong người cùng thăng với tốc độ thấy được bằng mắt thường, hắn rút ra một thanh trọng kiếm, Cuồng bạo bổ ra bốn phương tám hướng, chém nát toàn bộ dây leo xung quanh. Diêm Chân, ta mang ngươi đi. Lê Thúc gầm lên, điên cuồng phóng tới, mũi kiếm quét ngang, chém đứt dây leo trên người Diêm Chân, sau đó một tay xách lấy Diêm Chân lao vút về nơi xa. Ầm ầm. Trên cao không, hai con lôi long điên cuồng bắn xuống, truy sát hai người, hai người lần nữa bị đánh trúng, rơi xuống đất. Nhưng lần này nháy mắt Lê Thúc đã tung mình vọt lên, mang theo diêm chân lấy một tốc độ khủng khiếp bay về nơi xa nuốt thần đan phiền phức rồi bên trong thần sơn lục ly một mực theo dõi hai người tốc độ lê thúc rõ ràng đề thăng chí ít gấp đôi chiến lực cũng được tăng vọt nếu thời gian dược lực kéo dài đủ lâu lê thúc hoàn toàn có thể nhẹ nhàng mang theo diêm chân chạy ra cổ ma tử địa huyết linh nhi người khống chế pháp trận lôi điện không ngừng oanh kích hai người kia lục ly hạ lệnh cho huyết linh nhi Huyết linh nhi cải tạo pháp trận lôi điện tự nhiên có thể khống chế pháp trận này khóa chặt lê thúc và diêm chân để tấn công là điều vô cùng đơn giản lục ly điều khiển thần sơn gào thét bay theo hắn nhất định phải ngăn cản hai người nếu không để bọn hắn chạy ra cổ ma tử địa hắn liền sắp thành lại bại cục diện thật không dễ dàng mới tạo ra được hắn há có thể vứt bỏ hưu tốc độ thần sơn đạt tới cực hạn cấp tốc đuổi theo lúc này tốc độ lê thúc đã vô cùng nhanh chỉ là lôi điện không ngừng đuổi theo anh kích, mỗi lần lại đánh cho rơi xuống, khiến bọn hắn ngừng lại mất một lúc. Với chút thời gian ấy, Thần Sơn đã có thể xoải qua khoảng cách vô cùng xa. Bởi thế, chỉ tiêu tốn nửa nén hương, Lục Ly liền đã đuổi kịp hai người. Lục Ly không chút ngập ngừng, bay tới trước mặt hai người, điều khiển Thần Sơn trực tiếp đụng thẳng, đồng thời bên ngoài Thần Sơn hiện ra mưa kiếm và hỏa vũ, mặc dù không thể tạo thành thương tổn quá lớn, song vẫn có thể quấy nhiễu cản bước hai người. Mẹ nó. Lê Thúc mắng to, thời gian dược lực duy trì không dài, bị Lục Ly ngăn cản thế này, bọn hắn tuyệt đối không cách nào chạy ra được cổ ma tử địa. Thế là hắn chỉ còn biết phẫn nộ vung lên côn sắc màu ám kim, hung hăng nện lên thần sơn. Công kích của Lê Thúc vô cùng cường đại, giờ lại được thần đang tăng phúc, chiến lực nhảy vọt, một gậy nện lên thần sơn, thoáng chốc liền đẩy bay thần sơn ra xa ngàn dặm. Tiếng truyền âm của khí linh tiểu Lục lập tức vang lên. Chủ nhân, không thể tiếp tục để mặt hắn công kích, bằng không e là thần sơn không gánh được. Nếu tìm đủ ba tòa thần sơn còn lại, đừng nói người này, dù chiến lực có mạnh hơn gấp 10 cũng không phá nổi, nhưng giờ. Lục ly thầm hô đáng tiếc, đành phải tự thân bay ra thần sơn phóng thích sát đế quỷ trảm. Công kích này không tổn thương được hai người, song sát đế quỷ trảm có một đặc tính, đó là có thể lợi dụng lực lượng thiên địa trấn áp kẻ địch. Mặc dù hiện tại thực lực Lê Thúc đang rất cường đại, không cách nào hoàn toàn trấn áp, nhưng tốc độ vẫn bị giảm bớt đi nhiều. Lục Ly liên tục phóng thích hai lần sát đế quỷ trảm, lôi long trên trời gào thét lao xuống, đánh lên thân hai người. Diêm Chân bị oanh kích không ngừng, thương thế trên người đã rất nặng, trong miệng toàn là máu đen, mắt hiện đầy sợ hãi, hoảng hốt nói: "Lê Thúc, đàm phán với Lục Ly đi, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây." "Đàm phán? Hữu dụng không?" Lê Thúc hỏi ngược lại, điều kiện lục ly đưa ra bọn hắn không cách nào thỏa mãn hắc phim điện sẽ không vì bọn hắn mà vứt bỏ thần giới vứt bỏ ý định đánh giết lục ly đối với hắc phim điện lợi ích từ thần giới không tính là gì quan trọng nhất là mặt mũi là thể diện công nghiêm của một đại thế lực siêu cấp là thứ không dung xâm phạm nếu lục ly là người đại thế lực nhị trọng thiên có lẽ bọn hắn sẽ có điều kiên kỵ nếu lục ly là người thế lực siêu cấp tam trọng thiên bọn hắn càng là đến cái rắm cũng không dám phóng. Nhưng Lục Ly lại là người thần giới, đối với cường giả nhị trọng thiên mà nói, người thần giới đều là sâu kiến. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép sâu kiến khiêu hấn tôn nghiêm và uy nghi, kẻ nào dám cả gan khiêu hấn, không chết không thôi. Lê Thúc mang theo diêm chân bay lên trời, bên kia, Lục Ly lại tiếp tục công kích, Lê Thúc phẫn nộ không thôi, trong mắt hắn lóe lên bốn đạo thần quang, phóng thích công kích linh hồn công kích linh hồn của hắn không tính quá mạnh nhưng nếu có thể quấy nhiễu lục ly một lúc không chừng sẽ có cơ hội đánh giết lục ly chẳng qua rất nhanh hắn liền thất vọng bởi vì lục ly chẳng hề bị ảnh hưởng bốn đạo thần quang kia bắn vào trong người lục ly lại như giọt nước chìm vào trong biển không dẫn lên một chút gợn sóng nào lục ly lại công kích thêm hai lần nữa đợi lê thúc áp sát thân hình lập tức tiến vào trong thần sơn sau đó cấp tốc thối lui lát sau lôi điện tiếp tục đánh xuống Lục Ly lần nữa vọt ra, lại phóng thích sát đế quỷ trảm. Lôi điện và công kích từ Lục Ly khiến tốc độ Lê Thúc giảm mạnh, mắt thấy thời gian dần trôi, dược lực trong thân thể dần tiêu tán, Lê Thúc tuyệt vọng. Còn về Diêm Chân ở bên cạnh, lúc này hắn đã nửa chết nửa sống. Kỳ thật Lê Thúc có thể thu hắn vào trong không gian giới chỉ, như thế hắn sẽ rảnh tay đối phó, nhưng Lê Thúc không làm vậy, bởi vì Diêm Chân là một lá bài tẩy. Lúc này Hắn biết nếu còn không dùng bài tẩy trong tay, hắn và Diêm Chân đều sẽ chết. Hắn cắn răng nói với Diêm Chân. Bóc nát thiên mệnh phù, thông tri phụ thân ngươi. Được. Diêm Chân đành chịu thở dài, thực ra hắn đã sớm muốn bóc nát ngọc phù, chỉ là thứ này không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn động tới. Bởi vì một khi dùng rồi, phân lượng hắn trong lòng phụ thân sẽ giảm mạnh. Phải biết, hắn có tận 10 người huynh đệ sau chuyện lần này e là địa vị trong gia tộc sẽ xuống thấp, các loại tài nguyên cũng sẽ giảm đi nhiều. Tài nguyên giảm bớt, địa vị xuống thấp. Thế cũng đỡ hơn là chết. Diêm chân lấy ra một tấm ngọc phù màu đen, trùng trùng bóp nát, thần sắc đắng chắc lẳng lặng chờ đợi. Phụ thân hắn chính là trưởng lão hắc viêm điện, chiến lực nằm trong top 10 hắc viêm điện, có được thần thông vô cùng cường đại, có thể căn cứ vị trí thiên mệnh phù nhẹ nhàng hàng xuống phân thần. Hàng xuống phân thần không phải thần thông gì đó quá cao siêu, rất nhiều người thần giới cũng hiểu. Tỷ như nhan thiên cương năm đó cũng từng hàng phân thần xuống hạ giới, chỉ là chiến lực không mạnh lắm mà thôi. Diêm hồng thì khác. Diêm chân tin tưởng, chỉ cần phụ thân hắn hàng xuống phân thần, lục ly tất chết, đến lúc đó hết thảy nan đề đều được giải quyết nhẹ nhàng. Đương nhiên, tiền đề là lúc này Diêm hồng không bận chuyện gì, không tiến vào trong bí cảnh nào đó. Xuy suy suy vận khí diêm chân không sai, chỉ sau nửa nén hương, thiên địa linh khí quanh bốn phía điên cuồng vọt tới bên này. Không gian tầng tầng chấn động, thiên địa phát sinh dị tượng, vô số tường vân hội tụ, thanh thế nhìn có vẻ rất khủng khiếp. Cường giả hàng xuống phân thần. Lục ly đi ra từ trong thần sơn, ngước mắt nhìn lên, khóe miệng thoáng hiện ý cười châm chọc, thân hình chợt lóe về lại trong thần sơn. Hắn cũng muốn xem xem cường giả nhị trọng thiên rốt cuộc mạnh tới đâu liệu có thể bóp chết hắn chỉ bằng một phân thần hàng xuống. Xuy suy. Rất nhanh, thiên địa linh khí ngưng tụ ra hư ảnh, đó là một nam tử cao lớn khôi ngô, thân thể khoác áo giáp màu vàng, sau lưng đeo một thanh đại kiếm cũng màu vàng. Chỉ là hư ảnh, lại khiến Lục Ly cảm thấy vô cùng đè nén, hệt như khi xưa lúc hắn còn là phàm nhân lại gặp phải một vị chân thần. Hư ảnh nam tử cao lớn đeo kiếm cao lớn vừa được ngưng tụ ra, đồng thời với đó một cổ thần niệm như khí lưu mênh mông khuếch tán khắp phương viên vạn dặm. Lục Ly ở trong thần sơn, song vẫn cảm thấy bị thần niệm cường đại kia quét qua. Thần niệm đảo quanh một lượt, ánh mắt nam tử đeo kiếm nhìn về phía Lê Thúc và Diêm Chân, tức tiếng nói uy nghi quát. "Phế vật." Nét mặt Lê Thúc hiện đầy vẻ xấu hổ, không lưng nói. "Tham kiến Hồng đại nhân, là ta vô dụng, liên lụy Diêm công tử." Cơ thịt trên mặt Diêm Chân cháy xém hết cả, nhìn thấy phụ thân hắn lập tức quỷ khuất mấp mấy môi nói. Phụ thân, hài nhi vô năng. Hư ảnh Diêm Hồng lần nữa liếc nhìn Lê Thúc và Diêm Chân, lúc này trên trời vừa khéo có hai đạo lôi điện đánh xuống, nện bay hai người, toàn thân Diêm Chân rung lên, trên mặt hiện đầy vẻ thống khổ. Diêm Hồng lại không ra tay, cũng không để ý hai người mà ngước mắt nhìn về phía thần Sơn, sau đó lộ ra một tia kinh ngạc nói. Cửu Kỳ Sơn. Con đánh không lại liền kêu cha, cháu chắc đánh không lại liền gọi tổ tông, người dưới đánh không lại liền gọi cường giả mặt trên. Loại chuyện này lục ly gặp nhiều, ngưng tụ phân thần lục ly cũng gặp qua không ít lần, đây là hành vi khiến hắn chán ghét nhất. Có lẽ là bởi hắn không có chỗ dựa, không có bối cảnh, không có người để gọi. Hắn cũng đặc biệt chán ghét loại cường giả thế này, ngưng tụ phân thần đi ra trang bức, nếu bản thân tới, vậy thì không nói làm gì. Chỉ hàng lâm phân thần, lại không mang theo lực lượng quá mạnh, nhưng bởi vì thân phận thực lực địa vị quá cao thế nên lời nói cử chỉ tràn đầy bức cách như thể chỉ bằng một câu liền bắt người khác phải quỳ xuống dập đầu bái lại diêm hồng đại nhân lê thúc cất tiếng khiến lục ly hồi thần lại hắn nói thần sơn này có chút tương tự cửu kỳ sơn có thể phun ra hỏa vũ và mưa kiếm rất có thể là không hoàn chỉnh vậy nên so với cửu kỳ sơn thì uy lực vẫn có chút sai lệch đúng đúng diêm chân gật đầu nói phụ thân, đây rất có thể là cửu kỳ sơn, lực phòng ngự rất mạnh, lê thúc đều không thể phá được. Hả? Mắt diêm hồng khẽ sáng lên, thần niệm khóa chặt lục ly nói. Giao ra cửu kỳ sơn, thần phục hắc viêm điện, bản trưởng lão tha mạng cho ngươi. Lại thế nữa rồi. Lục ly phiền chán không thôi, tên diêm hồng này quá tự cho là đúng, chỉ là phân thần thôi mà cũng tin tướng, hắn tưởng hắn là trưởng lão hắc viêm điện, người người nhìn thấy đều phải cúng bái chắc. Lục Ly không nói nhảm thêm nửa câu, trong lòng âm thầm truyền âm cho Tiểu Lục. Tiểu Lục, ngươi có thể khống chế pháp trận tôi điện từ xa, dùng lôi điện đánh nát phân thần kia không? Khí linh thần Sơn là người thủ mộ của ma tử địa, tự nhiên có thể khống chế pháp trận cấm chế trong này, nó truyền âm đáp. Chủ nhân, không vấn đề. Thần Sơn sáng lên từng đạo hắc quang, một đạo hắc quang trong đó phóng vút tận trời, lôi điện vốn đang tụ tập giữa không trung lập tức không chia thành hai con mà hóa thành một con lôi long khổng lồ, khóa chặt hư ảnh diêm hồng gào thét bay xuống. Thật to gan. Trong mắt diêm hồng chớp qua một tia phẫn nộ, lúc lôi điện đánh xuống, hư ảnh đột ngột tiêu tán giữa không trung, lôi điện gào thét trút tới, cuối cùng đánh về phía lê thúc. Dược lực trong người lê thúc sắp tiêu tán hết, bị lôi điện cường đại như thế oanh trúng, cả người lập tức trung lên, phun ra một bún máu đen, Diêm chân ở bên cạnh cũng dính họa Phát ra một tiếng kêu thảm thiết Người muốn chết Phân thần Diêm Hồng lần nữa ngưng tụ Trong mắt chấp hiện hai đạo kim quang Như hai tia chớp bắn ra Thoáng chốc liền tiến vào bên trong thần sơn Trực tiếp kích trúng lục ly Hả Lục ly không ngờ phân thần lại có được công kích cường đại như vậy Hơn nữa còn có thể trực tiếp đâm xuyên thần sơn Năng lượng màu vàng ống kia vừa tiến vào trong cơ thể Lục ly liền biết Đây là công kích linh hồn trong lòng hắn không khỏi có chút căng thẳng, dù sao đây cũng là đại lão nhị trọng thiên, rất có thể còn là thiên thần tam kiếp, công kích linh hồn hẳn phải vô cùng cường đại, long hồn liệu có gánh được không? Hai đạo năng lượng màu vàng như hai mũi tên sắc nhọn không gì không phá, nháy mắt xông vào trong linh hồn Lục Ly. Long hồn lập tức sáng lên quang mang vạn trượng, ngăn cản hai đạo năng lượng vừa xâm nhập. Tốt. Lục Ly phát hiện hai đạo năng lượng kia bị long hồn cường hành thôn phệ, lập tức tinh thần đại chấn. Long hồn này quá mạnh, công kích linh hồn của cường giả nhị trọng thiên đều không làm gì được. Chẳng qua hư ảnh diêm hồng dù sao cũng chỉ là phân thần hạ giới, công kích linh hồn chắc đã yếu đi không ít. Hả? Bên kia mắt diêm hồng hiện đầy vẻ kinh ngạc, hắn rất tự tin đối với công kích linh hồn của mình, bởi vì đây là thủ đoạn hắn thuần thục nhất, khiến rất nhiều người ở nhị trọng thiên nghe danh mà kinh hồn tán đảm. Mặc dù chỉ là phân thần hạ giới, quy lực công kích linh hồn còn lại không đến bốn thành, nhưng cũng không phải tiểu nhân vật thần giới có thể ngăn cản yêu hồn yêu hồn thất phẩm trở lên rất nhanh diêm hồng liên hồi thần lại hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của long hồn lập tức kinh nghi hỏi ngươi đến cùng là người phương nào tại sao lại có yêu hồn thủ hộ cường đại như thế yêu hồn thất phẩm trở lên nghe vậy lê thúc và diêm chân cũng không khỏi kinh ngạc trước kia lê thúc từng dùng công kích linh hồn đáng tiếc lục ly chẳng hề hấn gì Hắn vốn tưởng Lục Ly có được bảo vật phòng ngự linh hồn, lại không ngờ là yêu hồn thất phẩm trở lên thủ hộ. Lục Ly có lẽ không biết, nhưng Lê Thúc và Diêm Chân lại vô cùng rõ ràng, yêu hồn cao cấp gần như chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn lên các đại thế lực tranh đoạt. Hơn nữa nơi yêu hồn cao cấp sinh ra, thường thường đều là giới diện cao cấp, hoặc là những chỗ kỳ dị như hỗn độn bí cảnh, nguyên thủy bí tịch. Giới diện cấp thấp như thần giới căn bản không khả năng đản sinh ra được bởi vì yêu hồn sinh ra cần có năng lượng vô cùng cường đại với tình trạng thiên địa linh khí ở thần giới thì hoàn toàn không đủ như vậy chỉ có hai khả năng giải thích được thông hoặc là lục ly từng đi qua vị diện cao cấp cơ duyên xảo hợp được đến long hồn hoặc là long hồn này là do cường giả vị diện cao hơn tặng cho lục ly diêm hồng lê thúc diêm chân càng khuynh hướng khả năng thứ hai rốt cuộc thực lực lục ly quá yếu tuổi tác quá nhỏ hẳn là không cơ hội đi qua vị diện cao cấp Khả năng nhị trọng thiên sinh ra yêu hồn cao cấp như vậy đều rất nhỏ, thử hỏi lấy chiến lực Lục Ly, làm sao có thể từng đi qua Tam trọng thiên hay hỗn độn bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh được. Cường giả tặng cho. Diêm Hồng nhíu mày, nếu sau lưng Lục Ly có một cường giả vị diện cao cấp, như vậy hắn nhất định phải đối đãi thận trọng. Hắn trầm ngâm một lát rồi dò hỏi: "Tiểu tử, ngươi được đến yên hồn kia từ đâu?" Yêu hồn là của gia tộc Lục Linh. Lục Ly đương nhiên sẽ không nói cho Diêm Hồng, hắn thuận miệng bậy bạ. Được đến trong một bí cảnh, có vấn đề gì không? Bí cảnh? Diêm Hồng nhướng mày, tuy là hư ảnh song vẫn sống động như thật, hắn vội hỏi tiếp. Ngươi đi qua tam trọng thiên. Diêm Hồng luôn miệng dò hỏi khiến Lục Ly rất mệt, hắn lạnh lùng đáp. Ngươi quản nhiều thế làm gì? Ngươi là trưởng lão hắc viêm điện. Vậy có phải chúng ta có thể ngồi lại đàm phán rồi không? ngươi có muốn giữ mạng con ngươi không? Diêm chân trầm tư bất định, hắn biết rõ tính cách cha mình, lạnh lùng vô tình, nếu chọc giận hắn, hắn có thể lục thân không nhận, thân nhân cũng sẽ phạt nặng. Lê Thúc cũng không khỏi lo lắng, ai đều không muốn chết, hắn chỉ sợ điều kiện lục ly đưa ra Diêm Hồng không thể nào chấp nhận. Diêm Hồng trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng nói. Mạng hai người bọn hắn ta tự nhiên phải giữ, hơn nữa cửu kỳ sơn và yên hồn trong linh hồn ngươi bản tọa cũng muốn chỉ cần ngươi giao ra hai món đồ này, hắc viêm điện chúng ta có thể không quản chuyện thần giới. Hỏng rồi. Nội tâm lê thúc và diêm chân thoáng trầm xuống, khẩu vị diêm hồng quá lớn, tuy tiếp xúc chưa nhiều với lục ly, nhưng hai người dám khẳng định, lục ly chắc chắn sẽ cự tuyệt. Ngủ đi mà mơ. Không ngoài ý liệu, lục ly quả quyết cự tuyệt nói. Điều kiện của ta là ta tha mạng hai người này, ngươi lập chủ thần huyết thể ngay trước mặt con dân u yến chi địa, tuyên bốn người hát phim điện vĩnh viễn không bước chân vào thần giới. Ngươi nghĩ nhiều. Diêm Hồng dễu cợt nói. Ta không khả năng lập chủ thần huyết thệ, càng đừng nói là ngay trước mặt con dân u yến chi địa. Bản tọa kim khẩu ngọc ngôn, chỉ cần ngươi giao ra cửu kỳ sơn và yêu hồn, thả hai người này, bản tọa sẽ tận lực nói tốt cho ngươi trước mặt điện chủ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.